Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa nhận được văn bản số 615 của Sở Giao thông Vận tải báo cáo về việc kiểm tra rà soát tình hình dự án đường tỉnh lộ 3 và văn bản số 797 của Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo việc xác định giá đất cụ thể để tính bồi thường khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án tỉnh lộ 3. Sau khi xem xét đánh giá, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các sở ngành liên quan phối hợp đẩy nhanh tiến độ dự án để có thể thi công xây dựng trong quý 2 năm 2020. Đây là dự án đã được phê duyệt từ đầu năm 2019 và phải hoàn thành cuối năm 2020, nhưng đã qua một năm nhưng vẫn chưa thể bố trí vốn, chưa xong công tác giải phóng mặt bằng. Sau khi xem xét báo cáo của Sở Giao thông Vận tải và Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang làm việc với công ty cổ phần Cảng Nha Trang để khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng khu kho cảng Bình Tân có diện tích là 3,36 ha, bàn giao quỹ đất trống cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất để lập phương án bán đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định, khẩn trương thực hiện ngay việc thanh lý hợp đồng với các hộ kinh doanh, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng khu kho cảng Bình Tân. Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh tiếp tục triển khai việc cung cấp thông tin quy hoạch, thẩm định, phê duyệt dự án đấu giá quyền sử dụng đất khu kho cảng Bình Tân, giao Sở Khoa học và Đầu tư rà soát, nghiên cứu tham mưu việc sử dụng nguồn vốn khác để bố trí thực hiện dự án đường tỉnh lộ 3 trong khi chờ bán đấu giá quyền sử dụng đất khu kho cảng Bình Tân để có thể sớm triển khai công tác lựa chọn nhà thầu và thi công xây dựng trong quý 2 năm 2020. Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa trước ngày 15 tháng 4 năm 2020, đồng thời yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Cam Lâm, Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang lập lại phương án đề xuất giá cụ thể để tính bồi thường, tái định cư, đảm bảo phù hợp với thời điểm thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 4 năm 2020, yêu cầu Sở Xây dựng tham mưu hướng dẫn việc lập, phê duyệt điều chỉnh hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công và dự toán để làm cơ sở triển khai thi công trong quý 2 năm 2020. Được biết, dự án đường tỉnh lộ 3 có chủ đầu tư là Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh. Mục tiêu của đồ án nhằm tạo cơ sở triển khai tuyến giao thông cửa ngõ phía Tây Nam của thành phố Nha Trang, hình thành tuyến giao thông huyết mạch giữa Nha Trang và Cam Lâm. Theo đó, khu vực lập quy hoạch thuộc địa phận xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang và xã Suối Tân, Suối Cát, huyện Cam Lâm với diện tích khoảng 40,7 ha. Tuyến đường lập quy hoạch có chiều dài là 9,54 km từ ngã tư Phước Thượng đến quốc lộ 1, lộ giới 42m. Có thể nói, với quyết định đẩy nhanh tiến độ dự án tỉnh lộ 3 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa sẽ khiến bất động sản tại vị trí dự án trở nên vô cùng sôi động trong thời gian tới.